Xin chào mọi người, hôm nay thì sẽ mang tới cho mọi người một chiếc xe siêu lướt luôn, mới về bên Tiền ha. Mà đặc biệt là trên thị trường chiếc xe rất là hot luôn, nếu mà dòng xe đã qua sử dụng á thì chiếc xe này rất là ít mọi người. Rồi thì bên cạnh Tiền đây là chiếc Hyundai Elantra ha mọi người ha, bản này là bản 2.0 ha. Chiếc xe này chỉ mới đi được có 5.000 km thôi mọi người. Với một chiếc xe chỉ mới đi có 5.000 km thì giống như là xe trong hãng vừa ra đây ha mọi người ha. Rồi thì Tiền công bố giá bán luôn ha. Chiếc này bên Tiền đang bán với giá là 675 triệu. Thì hôm nay Tiền bị cảm cho nên là cái dòng Tiền của nó hơi bị khen chút xíu, có gì mọi người thông cảm ha. Rồi bây giờ mọi người cùng Tiền nhìn sơ tổng thể về cái xe nhé. Xe được sở hữu nước sơn là màu trắng ha mọi người ha. Còn rất là mới mọi người, chỉ mới đi có 5.000 km thôi. Đó mọi người nhìn sơ ha. Xe này Tiền hỗ trợ cho các anh chị ha. Hỗ trợ ngân hàng vay được 70% dựa vào định giá của ngân hàng nhé. Đó. Xe này thì biển tĩnh ha mọi người ha. Biển tĩnh. Rồi. Cho mọi người nhìn sơ phần nước sơn giùm Tiền ha. Nước sơn theo Tiền đánh giá thì còn mới tầm khoảng 99,9% luôn mọi người. Còn rất là mới. Xe này thì tất cả đều là đồ zin theo xe hết nha mọi người nha. Rồi cho mọi người nhìn cái độ hao mòn ha. Không có đi được nhiều trơn á, có 5.000 à. Đó. Mâm vỏ thì đều là zin theo xe hết nha mọi người nha. Để Tiền tìm cái đắp vỏ ha. Để Tiền tìm cái đắp vỏ cho mọi người xem. Đây. Tầng thứ 45 của 2019 ha mọi người ha. Đó. Rồi, tiếp theo nha. Tay nắm cửa thì được mạ rơm ha mọi người ha. Có nút mở cửa một chạm ha. Ở đây thì Tiền thấy có dán phim cho mình rồi nè mọi người. Đó, rồi, mọi người kiểm tra keo chỉ giùm Tiền ha. Xe bên Tiền thì luôn cam kết với mọi người là xe không có đâm đụng hay là ngập nước, cho nên là mọi người yên tâm ha. Siêu mới, siêu lướt. Nhìn giùm Tiền khoảng ốc trên cửa phía trước nha. Đó, còn sơn luôn nha mọi người nha. Dưới này thì có đẹp bước chân cho mình ha, đẹp bước trong, đẹp bước ngoài luôn. Đó, rồi nhìn giùm Tiền khoảng ốc trên cửa phía sau nha. Rồi, mình ra phía sau ha. Xe này mới quá rồi nên chắc không còn gì để nói luôn á mọi người. Rồi, xe này thì mình có 4 cặp miếng lùi ha mọi người ha. 4 cặp miếng lùi nè. 1, 2, 3, 4 ha. Đó, có cam lùi cho mình luôn ha mọi người ha. Cam lùi nằm trên đây nhìn rất là thẩm mỹ ha. Đây, Tiền mở cốp cho mọi người ha. Nút mở cốp sẽ nằm ẩn trong cái dấu Hyundai này nha mọi người nha. Nhìn nó rất là thẩm mỹ. Rồi, mọi người kiểm tra giùm Tiền cái phần keo chỉ cốp ha. Rồi, nhìn giùm Tiền ha. Đó, keo chỉ còn rất là thẳng nha mọi người, không có bị đứt quãng gì hết ha. Đó, mới lắm mọi người. Đó, rồi để Tiền mở cái này lên nha. Rồi mọi người nhìn giùm Tiền ha. Đây con đội nè mọi người. Tay quay thì được nằm trên cái miếng mút như thế này ha. Đây là lớp dự phòng. Lớp dự phòng thì còn nguyên zin, chưa hạ nha mọi người nha. Còn mới 100% chưa chạm đất luôn. Rồi mình ra phía trước mình kiểm tra phần nội thất nha mọi người nha. Rồi nhìn giùm Tiền ha. Đó, xe được trang bị ghế da ha, với tông màu kem nha mọi người nha. Mọi người nhìn giùm Tiền cái chất da của cái ghế ha. Đó, rất là mới, rất là phẳng nha. Đó mọi người nhìn ha. Xe này không bàn về độ mới nữa nha mọi người. Chỉ mới đi có 5.000 km thôi, có hộp gió làm mát phía sau cho mình luôn ha. Rồi, ok nha, mình ra phía trước ha mọi người ha. Rồi, đây, thì mở máy lên ha. Đó, mọi người nhìn giùm Tiền ha. Rồi, nhìn giùm Tiền đồng hồ nha. Xe mình đi được 5.940 km rồi mọi người. Đó, rồi nhìn sơ Tiền phần vô lăng luôn. Vô lăng này là vô lăng bọc da ha mọi người ha. Đây là những tính năng trên xe của nó nè. Không có bị trầy xước gì hết ha. Đó, nhìn qua phía bên này nha mọi người nha. Có trang bị cho mình màn hình ha. Đó, nhìn sơ phần nội thất phía bên này giùm Tiền ha. Đây, cổng 12V. Đây, cổng 12V ha. Đó, nhìn sơ giùm Tiền nha.
không đừng lo nè mọi người. Rồi ok ha, phía trên này thì có cửa sổ trời cho mình nữa nè mọi người, để tiền mở thử cho mọi người xem ha. Đây đó, rồi ok ha. Giờ mình sẽ ra phía trước mình kiểm tra phần động cơ ha mọi người ha. Rồi rồi nhìn sơ phần nắp capo em tiền trước nha. Đó nhìn giùm tiền phần ốc của nắp capo nha, nhìn keo chỉ em tiền luôn ha. Đó nhìn sơ xuống phần ốc dưới này giùm tiền ha. Xe bên tiền á thì khi bán ra thì có bảo hành cho mình động cơ với hộp số á mọi người, 3 tháng hoặc là 5.000 cây ha. Anh chị nào mà bữa giờ tìm cho mình một chiếc Elantra thì hôm nay thấy video này thì nhớ liên hệ lại cho tiền ngay ha. Vì dòng Elantra này thì bán rất là nhanh, về là bán ngay thôi mọi người. Đó nhìn vào ốc máy ha, còn sơn luôn á mọi người. Đó xe bên tiền thì bao test hãng cho mình ha, cho nên là mọi người yên tâm nha. Rồi rồi thì tiền nhắc lại thông tin xe này lần nữa ha, thì đây là chiếc Elantra mọi người, bản 2.0 ha mọi người ha. Chiếc này được sản xuất là năm 2020 nhưng mà chỉ mới đi có 5.000 km thôi mọi người, siêu lướt ha. Thì chiếc này bên tiền hiện tại đang bán với giá là 675 triệu, thì nói chung giá này tiền báo thì đều có thương lượng cho khách hàng thiện chí đến xem xe trực tiếp ha mọi người ha. Thì chiếc này tiền có hỗ trợ cho các anh chị vay ngân hàng luôn, vay được 70% dựa vào định giá của ngân hàng nha. Rồi cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn nãy giờ đã theo dõi hết cái video của tiền ha, đừng quên ấn like và đăng ký kênh theo dõi tiền ha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.